Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tý Tiền Tỉ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn hậu tận thế zombie trong phần chơi 7 Days To Die. Và trong tập ngày hôm nay các bạn, thì mình quyết định là bắt đầu một cái dự án xây dựng lâu đài của mình luôn các bạn. Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã đem hết những cái mái trộn bê tông các bạn, với là làm thêm một cái bàn chế tạo, đem thêm một cái bàn chế tạo lên trên này các bạn, để mình có thể chế tạo bê tông trực tiếp ở trên này, với là trộn xi măng ở trong này các bạn. Đó, cho nó tiện hơn các bạn, đỡ phải đi lên đi xuống ha. Máy trộn bê tông của mình có thêm được một mớ nữa nè. Mình sẽ đem một phía bên đây để mình chia lên luôn các bạn, cho nó chế tạo ha. Trong này đang 600 mấy cái, phía bên đây thì cũng 600 mấy cái. Thôi thì cho nó chế tạo luôn các bạn, để mình có thêm được những block luôn chứa trên này là chuyên chứa vật liệu này các bạn. Đó, mình cũng chế tạo được một mớ ở trong này ha. Xi măng vẫn còn các bạn, nhưng mà cát hết rồi. Đá thì vẫn còn nè, cát thì hết. Trong này thì đang trộn thêm. Đó, thì mình sẽ đi kiếm thêm cát các bạn, qua bên sa mạc đào thêm ha. Và đây là cái cửa trước của mình nè. Cái phía đằng sau này thì mình sẽ canh chắc là ngay trung tâm nè các bạn, để mình xây dựng lâu đài quá. Chỗ này có cái hồ nước, nếu mình xây dựng cái lâu đài bự bự đây thì nó sẽ bị vướng cái hồ nước rồi nè. Hồ nước này mình cũng tính là làm cái hồ bơi các bạn. Nhiều bạn kêu mình là biến cái hồ nước này trở thành cái hồ bơi nè, nhưng mà phải xây lâu đài trước ha, rồi mới định vị được cái vị trí xây hồ bơi cho nó hợp lý. Cho nên là coi có cấn chỗ nào mình lắp chỗ đó các bạn. Mình có đem theo mấy cục cỏ nè. Đó, cục cỏ này thì chế tạo bằng từ đất sét lại thôi các bạn. Cục này dễ chế lắm. Đây, đất sét chế tạo thì ra được. Đây nó đây nè bạn. Đó, mấy cục này nè. Trên này cũng có cục đất nữa nè, chế tạo được hết, lắp lại được luôn á. Lắp bớt rồi đi, canh cho nó ngay chính giữa bạn, là ngay chỗ này. Đặt một phát, canh cho nó ngay chỗ này thì nó sẽ đây. Ngay chỗ này là ngay trung tâm của cái tường thành của mình luôn á. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ có một cánh cửa ở chỗ này á, cửa chính đi ra thẳng cái cửa thành rồi ra ngoài luôn. Nhưng mà nếu như vậy thì từ đây vô trong này thì nó có ít quá không, nó có nhỏ quá không các bạn. Và canh lại coi chuẩn không nha. Hình như nó hơi lệch các bạn, đó thấy không, chút xíu nữa mình xây dựng là nó lệch rồi. Vậy là nó phải nằm ở chỗ này rồi, chỗ này nó hơi bị hụt. Rồi canh lại chỗ này một cái nha, cho nó đảm bảo chính xác các bạn. Ok, vậy từ chỗ này đi mình sẽ xây ra một bên là 2 ô nữa, bên đây thì ra luôn thêm 1 ô nữa. Đó, cái này là trung tâm đi ăn, đánh dấu là một cái, mình sẽ có hai bên 2 ô, chính giữa 1 ô là 5 ô các bạn. 5 ô thì xây dựng cái khớp vô phía bên trong này đi. Thiết kế thì mình cũng đã có trong đầu của mình rồi các bạn, nhưng mà có đẹp hay không thì cũng chưa biết. Chỗ này thì mình cũng sẽ ra 1, 2 nè, 3 ô, 4 ô và 5 ô các bạn. Ở thứ 6 này thì mình bắt đầu kéo ra cho nó kiểu như lâu đài của mình á, nó có nhiều góc cạnh hơn, nhìn cho nó đẹp các bạn. Còn chỗ này thì cũng ra là 3 ô nè, 4 rồi 5 ô ấp xuống phía bên dưới này. Đó, vậy là mình sẽ có được một phần đó bạn, một bên nữa, một bên như vậy á. Cánh cửa sẽ ngay giữa, bên đây thì một cái cửa sổ, chỗ này một cái cửa sổ. Vậy là qua phía bên đây thêm 2 cái nữa thôi các bạn. Vậy là làm giống như vậy luôn á. Chỗ này biếm lại cho chính xác nha. Đó, 2 ô chính giữa 1 là 5. Rồi chỗ này thì chính giữa 1 và bên 2 ô. Rồi chỗ này thì vô một cái khớp cho giống ở phía bên kia. Mình cũng sẽ lặn xuống mà hồ nước luôn các bạn, vừa bơi vừa xây dựng luôn ha. 3 ô nè, 4 ô, 5 ô và ô thứ 6. Kéo ra một hồi chứ nó sập xuống luôn á, cho nên tạm thời chống cây cột xuống dưới đây. Rồi canh là coi đúng chưa nha. Đúng rồi nè các bạn. Rồi chỗ này ra cái thớp để kéo ra đủ 5 ô. Con flycam nó bay theo mình vướng quá các bạn, cho nên là mình sẽ cho nó đứng ở đây luôn đây. Vô trong này. Đây rồi, cho nó đứng yên một chỗ nha. Ok, đứng yên mới đi cưng. Để mình ra phía bên ngoài mình xây dựng tiếp 2 ô nè, 3, 4 ô và 5 ô. Ở phía 5 thì mình chống xuống một cái với lại nó sập. Rồi ở đây thì kéo xuống luôn các bạn, dòng nó phía đằng sau luôn. Rồi, vậy là mình đã có được cái phần khung cho cái phần ở phía đằng trước rồi đó. Mình xây dựng bằng những cái khối gom thôi cho nó dễ. Đó, đi vô trong căn cứ để hai bên nó sẽ cân xứng rồi đó. Bây giờ phải nghiên cứu cái phần ở phía đằng sau nữa nè. Nếu mà ở trước này thì có 5 ô thì ở bên đây thì cũng 5 ô luôn. 4 ô nè, 5 ô. 1, 2, 3, 4, 5 ô, ok. Rồi chỗ này cũng vô cái khớp. Rồi kéo ra phía đằng sau luôn các bạn. Ở phía đây thì mình sẽ xây dựng cho nó khác một chút. Để mình sẽ xây ngược ở phía bên sau này lên, tính từ phía đằng sau này chỗ tường thành lên 1 ô, 2 ô, 3 ô cho nó hở ra các bạn. Tính tầm là 1, 2, 3, 4 ô đi. 4 ô thì nó xứ chẵn nha. Thêm 1 ô đó các bạn, cho nó đủ 5 ô số lẻ ở đây. Sau này làm cái đường đi nó cũng sẽ đẹp hơn á. dễ dàng trang trí hơn các bạn. Chỗ này thì lên cho nó đủ 3 ô nè, 4 ô, 5 ô. Rồi vô cái shop các bạn. Rồi chỗ này thì có cần cái shop ngay giữa không? Chắc là không đâu. Quất luôn các bạn, quất thẳng một đường qua luôn á. Vậy là phía đằng trước thì nó sẽ có một cái khớp ở giữa, còn ở bên hông này thì chỉ có một cái khớp là hụt vô phía bên trong thôi các bạn. Rồi qua phía bên này mình sẽ ra là 1, 2, 3 ô, 4 ô nè, cũng 5 ô luôn. Rồi hụt vô 2 ô, sau đó thì qua 5 ô các bạn, giống như phía đằng trước ha, để mình bao bọc hết cái khu vực này lại luôn. Nhưng mà cái này thì chỉ đặt ra để thử nghiệm thôi các bạn, cho nên mình sẽ thử nghiệm trước đi, thử nghiệm phía đằng trước này trước coi nó ổn không cái đã. Những dự định của mình thì ở trong này sẽ là một cái sàn đó, sàn bê tông của mình. Và cái gì vậy? À, nó có zombie tấn công các bạn. Zombie tấn công cho nên cái turret nó tấn công á. Và đây thì vách tường lên phía bên trên nè, mình sẽ đứng đây nhìn ra phía bên ngoài được. Cho nên là mình cần phải có một cái cửa sổ. Cửa sổ tay lên. Cửa sổ thì đương nhiên là phải làm cao lên 2 ô cho đẹp. Đó, cao lên 2 ô. Kéo qua luôn, ốp tạm bằng cái này đi, thử xem coi ổn không. Rồi, đi xuống phía bên dưới nhìn các bạn. Đó, mình sẽ có cái cửa các bạn. Còn phía bên ngoài này thì có thể ốp trang trí thêm cái cốc xíu xíu á, nhìn cho nó cứng chắc hơn khi cái phần ở dưới chân nền móng nha. Còn trên này cái cửa sổ. Cái cửa sổ thì mình thấy các bạn, như cái nhà kho phía bên đây nè. Đó, cái farm này nè. Đó, cái khung cửa đó các bạn, được xây dựng có một cái phần gỗ ở phía bên ngoài đó, nhìn đẹp lắm. Mình sẽ thử sao chép thử. Tách lẻ là để mình sao chép. Rồi sao chép cái này nữa các bạn. Sao chép cái cây đứng này một phát. Đó, cây đứng này nếu như mà mình lắp vô thì đây đúng không? Đó, lên phía bên trên các bạn. Là cần phải có một cái cây ở phía bên trên này nữa. Sao chép qua luôn. Sau đó thì quay. Chắc là phải cho nó xuống dưới. À, đây nè các bạn. Đó, sẽ giống cái khung cửa này ngon lành. Mình sẽ đem về để mình áp dụng vô cái thiết kế của mình các bạn, để cho nó có theo cái khung cửa, nhìn cho nó nhiều chi tiết, nó đẹp. Và mình có thể đi bằng đường này mà quên mất tiêu. Quên các bạn, cửa thoát hiểm của mình nè. Trời ơi, đi ra đi giao đường này cho nhanh. Bây giờ thử nghiệm áp dụng vô trong cái lâu đài của mình thử nha. Để làm cửa sổ vô lâu đài. Đây, ốp lên. Tiếp ở đây xây lại. Vậy là mình cần phải tách ra thêm một cái nữa các bạn. Tách cái này ra thêm một cái nữa nè. Cái này thì mình sẽ xây dựng ở phía bên dưới, còn cái này thì xây dựng ở phía bên trên. Đó, nhìn đẹp hẳn lại các bạn. Cái chỗ này mà mình sơn nó lại ha. Cái viên này là bằng gỗ nè, còn phía bên đây bằng đá giống như cái tường thành á, là nhìn giống hẳn lâu đài liền luôn á. Còn phía bên đây thì chỗ này mình cứ kéo lên trước thử. Chỗ này thì kéo lên luôn. Ốp cái cửa sổ như vậy thì không biết có nhỏ quá không. Bên đây chắc là phải làm cái cửa bự á. Cảm giác bên đây nó giống với bên đây quá, nó nhỏ, cho nên là mình sẽ làm cho nó rộng ra thêm một chút nữa, cho cửa 3 đúng không các bạn, 3 ô. Đó, cửa 3 ô thì có rộng quá không? Nếu nhìn như vậy thì hợp lý đó bạn. Sau đó thì ốp những cái cột này lên. Đó, xây qua. Cái này thì ốp lên phía bên trên nữa thì hợp lý quá. Phía bên dưới thì thêm vô nữa các bạn. Ok chưa? Ra phía bên ngoài để nhìn cái. Đó, được các bạn. Hiện tại là bây giờ bắt ốp bằng những cái khối rơm giống như gỗ này các bạn, nhìn nó giống như căn nhà quá. Nhưng mà sau khi sơn bằng cái gạch đá thì chắc chắn là nó sẽ trở nên đẹp hơn á. Ok, tạm thời như vậy đi. Tháo ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển sang những cái cục bê tông này nè các bạn. Cắt mấy cưa vô đi. Lấy bê tông ra để bắt đầu mình ốp dưới nền móng vô. Tháo tới đâu mình đặt tới đó luôn cũng được. Đó, cứ tháo đại đi. Sau khi mà mình sử dụng bê tông, mình ốp vô hai thế cho những cái khối rơm của mình á, mình đã có được một cái nền móng. Bây giờ thì theo như dự định của mình thì sẽ ốp sàn ở phía bên trong. Cái sàn ở phía bên trong thì mình có lấy copper tone rồi nè. Đây, mình sẽ đặt copper tone vô phía bên trong này luôn các bạn. Giả sử đây là một cái sàn á, giống như hồi nãy thôi. Còn phía bên đây thì kéo chắc phải lên thêm một lớp nữa đây, để mình làm cái khung ở phía bên ngoài thử luôn các bạn. Sau khi mà sử dụng bằng bê tông thì có gì đó thay đổi không nha. Đó, ốp cho đúng nha. Bây giờ ốp sai một cái là sắp mặt đó. Đó, có một cái hình như vậy. Rồi bây giờ thì chuyển sang cái này, ốp tạm vô đi. Cái này sơn lên luôn cũng được các bạn, nâng cấp nó lên bằng gỗ. Sau đó thì sơn lên luôn cũng đẹp mà. Cái này thì copy qua một phát, up vô. Cái này mình up vô mình sử dụng luôn á. Ok các bạn, được rồi đó anh. Rồi, ok, áp dụng luôn anh. Bắt đầu kéo lên dần dần cao cao lên phía bên trên luôn mới được. Kéo ở phía bên dưới thì một lớp nữa đây. Rồi bắt đầu lên khung cửa sổ các kiểu. Rồi sau khi xây dựng xong được cái phần mặt tiền đó các bạn, thì chỗ này nè, mình quyết định là chừa cánh cửa chính nha. Cửa chính này chắc là sắp tới phải làm cầu thang các bạn. Đó, để có thể đi lên đi xuống cho tiện ăn. Cầu thang là đi xuống ngay cái hồ nước, đi thẳng ra phía bên ngoài. Vậy là chắc chắn là cái hồ nước này mình phải lấp lại rồi các bạn. Đường này đi ra đi vô á. Mình chừa ở đây là 3 x 3 các bạn. Mình thấy trong này có cái cánh cửa là 3 x 3 nè, rất là hợp với lại cái chỗ này của mình bạn. Đó, vừa y 3 x 3 luôn ha, để đi vô phía bên trong. Rồi mấy cái cửa này thì lát nữa sẽ chế tạo gỗ đó bạn, mình ốp vô. Rồi ở phía đằng sau này thì chưa xong các bạn, cho nên là bây giờ phải ra phía bên đây để bắt đầu mình xây dựng thôi. Phía bên kia thì xong rồi đó. Chỗ này mình sẽ nghiên cứu thử thôi. Ví dụ như chỗ này mình phải ốp mấy cái khung cửa bạn. Khung cửa phía bên đây chắc là mình sẽ ốp bằng kiểu 22 vậy thôi. Thử bằng những cái khối rơm trước đi anh. Cái này vô 2 ô nè, cửa thì 2 ô. Được các bạn. Chỗ này mình sẽ bích lại luôn, vậy là chúng ta sẽ có được 2 ô cửa 2 bên. Được các bạn. Đó, bây giờ thì chỉ cần xây dựng cao lên phía bên trên đó thôi các bạn. Đặt block để nhảy vô và bắt đầu bích up lại, chuyển sang thành bê tông thôi. Ok rồi các bạn, sau một hồi miệt mài mình kéo lên phía bên trên đó, thì đơn giản là xây dựng lặp đi lặp lại thôi cho những tầng ở phía bên trên. Thì mình xây dựng 3 tầng các bạn. Còn ở phía bên trên này thì mình trang trí theo kiểu giống y hệt như là cái vách tường hành này của mình nè. Đã ốp những cái khung, những cái ô xen kẽ. Dưới này thì có những cái ô xéo xéo giống y như cái tường hành của mình ở trên thôi, nhìn cho nó giống kiểu lâu đài các bạn. Còn những cái khung cửa này thì mình đã ốp bằng gỗ vậy nè, nhìn cho nó chi tiết hơn á. Và hiện tại á là mình mới xây dựng được cái phần ở phía bên ngoài thôi các bạn. Còn ở trong này nè thì chỉ mới được cái phần ở phía bên trên thôi. Còn ở phía bên trên này thì ở đây các bạn chịu lơn ha. Chủ yếu là mình kéo lên phía bên trên mà trang trí ở phía bên ngoài cho đẹp thôi. Còn những phần ở phía bên trên này các bạn, sau này đó khi nào mình sử dụng á thì mình sẽ bắt đầu ốp vô các bạn. Ốp những cái phần cấp bồ ton vô nè, để cho nó thành những cái sàn á. Rồi hiện tại mới có một cái dưới thôi. Đó, lên trên này là sân thượng nè. Tầng ở phía bên trên này chưa có ốp lan can vô nữa các bạn, mới ốp mấy cục này thôi. Đứng trên này mình có thể nhìn thấy được tố ở phía bên tòa nhà cao tầng ở phía bên trong thành phố luôn á. Trên này thì ngon lành hết rồi. Bây giờ thì mình đang dự định là mình sẽ làm những cái ô kính các bạn, để lắp vô cho cửa sổ nè, nhìn cho nó đẹp. Ô kính thì mình thấy trong lò nung á, nó có một cái loại kính mà rất là bền các bạn, tới tận 3000 độ bền luôn á. 3000 độ bền là cứng hơn cả cái cục cốt bầu ton các bạn, nhưng mà chỉ thua cái bê tông thôi à. Cho nên bây giờ thì mình đi xuyên xuống phía bên dưới á. Chỗ này cũng lắp trong con đường nữa bạn, để đi ra chạy xe ra là vô ngay căn cứ của mình luôn. Với lại mình cần phải làm thêm một cái cánh cửa đó, cái cửa đo đó, cửa 3 x 3 nữa, đi xuống phía bên dưới căn cứ để mình chế tạo. Rồi mình có mấy cái lò nung dưới này nè, phải bỏ vô lò, còn phải có cát nữa chứ, chết không, cát bây giờ hết sạch luôn các bạn, đem lên để mình trộn bê tông hết rồi. Ôi, trong này thì mình thấy lò nung này nó có rồi nấu hết luôn, hết gỗ luôn rồi, hết sạch sẽ luôn các bạn. Trong này thì có cái loại glass nè, đây cái này các bạn, cái này với cái này thì nó đơn giản hơn nhưng mà độ bền nó không có cao các bạn, đập một phát là bể à. Còn cái này cứng hơn nè, cái này thì được trộn với lại chì với lại sắt các bạn, đá với lại cát nữa. Cát bây giờ thì không còn, cái sổ này ra hình như là chỉ được có, mình đang chế tạo thêm cốt bồ ton nè, cái sổ này ra chỉ được có đất sét với lại đá thôi à. Còn cát thì đem lên trộn bê tông hết sạch rồi. Thôi thì mình chế tạo cánh cửa trước rồi các bạn. Cái đo trong này trước nha. Đây 3 x 3 thì cần có sắt, có lò xo, có motor. Sắt trong này thì mình có mà không biết đủ không đây. Sắt thì hơi ít á. Còn lò xo nè, rồi motor đây. Sắt thì thiếu rồi. Cánh cửa này xịn quá cho nên thiếu mất tiêu rồi. Sắt thì bên lò nung phía bên đây hình như là đây còn nữa bạn, nhiều lắm luôn á. Đem qua bấm một phát. Ok, ở đây thì mình qua tới sa mạc rồi các bạn, đang tiếp tục thăm ngàn đây để lấy thêm mần cát đem về nhá. Đăng thì có nhiều lắm cho nên đào mệt nghỉ luôn. Sau khi đã có cát thì mình sẽ bỏ cát ở trong này các bạn, lấy đá ra đi. Đó, từ từ nó sẽ nói các bạn, tăng lên 110 cái thôi là mình có thể chế tạo được một ô kính rồi. Mình đào ít các bạn, chứ mình đã không đào nhiều. Đào nhiều quá không có thời gian để mình xây dựng. Còn phía bên đây thì trời ơi, vẫn chưa xong cái khung cửa nữa các bạn. Ui lâu lâu ghê luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên để mình tiếp tục xây dựng ở phía bên trên thôi. Trong lúc chờ đợi cái khung cửa với lại nó nấu thêm cái phần chính cho mình. Mình trang trí cho phần lâu đài của mình thì lên phía bên trên này. Ở trên đó các bạn thì mình nhìn thấy là ok á, nhìn đẹp rồi đó. Nhưng mà cái phần vách tường nè, nhìn nó hơi bị trụi lủi. Cho nên là mình sẽ thử nghiệm nè, làm cho nó có thêm nhiều chi tiết đó các bạn. Trong cái phần khối vuông này nè, mình thấy có cái này nè. Mình đang định là làm như vậy nè, cho nó ốp lên trên vách tường cho nó có thêm nhiều chi tiết nó đẹp hơn. Đó, như vậy nữa các bạn. Ốp vào phía bên đây ha. Cái vậy mình sẽ tách ra một cái nữa để mình bắt đầu dựng cái này lên cho nó phía bên đây luôn. Đó, như vậy nè, ốp lên. Mình nghe có tiếng gì đập đập ở bên ngoài á. Oh my god, ok. Ôi ôi, hàng gì mình nghe tiếng cào cào vách tường các bạn. Mày hâm bưởi mấy thằng quỷ này. Ok, nó cào sắp gãy thì cậu của mình luôn hả? Chưa có khả năng phòng thủ ở phía bên ngoài cho nên là nó hay đánh trộm mình lắm các bạn. Trong lúc mình xây dựng liên tục bị nó tấn công đó mà. Còn con nào nữa không? Chưa có làm xong nữa à, nó bị tấn công rồi. Hết rồi đó không? Clear hết rồi các bạn. Ok ok, giờ để mình tiếp tục xây dựng thôi. Lâu lâu cứ bị mấy đám zombie nó tới nó tấn công á. Ốp ở phía bên này lên phía bên trên. Đó, và mình sẽ cho nó thêm có một chi tiết các bạn. Chỗ này nhìn nó kỳ quá cho nên phải ốp thêm một cái cây cột vô. Cây cột thì bây giờ sử dụng cái cột này. Cột này ốp vô thì nhìn đẹp không nè. Hay là ốp một cái cột vuông thôi các bạn. Cái cột này thì nhìn nó có nhiều chi tiết nhưng mà nó có cái gờ chỗ này, thấy nó cũng thấy nó không liên kết, nó cũng không đẹp lắm á. Cho nên là thôi sử dụng cái cột vuông đi. Cái cột vuông, cái cột này á. Cột này thì nằm ngay giữa không được. Cái cột này thì nằm ở dưới đất nè. Phải dựng nó lên. Dựng nó lên. Đó, như vậy nè các bạn. Thì nó sẽ có nhiều chi tiết hơn, nhìn nó sẽ lâu đài của mình nó kéo hẳn lên phía bên trên, nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ áp dụng nó với lại phần cái botton chứ. Sử dụng cái botton, cái này thì bây giờ chắc không cần nữa đâu. Rồi sao chép cái tấm này một phát. Đó, mình sẽ có được cái tấm này và xoay cho nó đứng lên luôn các bạn. Đó, đứng lên như vậy để mình ốp vô. Mình ốp lên tới phía bên trên rồi ốp từ phía bên trên xuống. Rồi cái cột này thì mình cũng phao chép qua luôn các bạn. Đó, rồi kéo lên phía bên trên. Chỗ này nó hơi treo leo một chút, hơi nguy hiểm. Công việc xây dựng cực kỳ nguy hiểm ở chỗ này. Ok là các bạn, sau khi mà mình lắp xong được mấy cái cậy cột lên phía bên trên để cho nó có nhiều hơn chi tiết á, thì mọi thứ cũng đã ổn ha. Bây giờ thì phải đi xuống phía bên dưới thôi. Nãy giờ các bạn, tới ngày 47 luôn rồi. Sáng của ngày 47. Bây giờ đi xuống phía bên dưới xem coi nó nấu kính nãy giờ chắc cũng xong, với lại cánh cửa cũng đã xong luôn rồi đó. Mình xuống phía bên dưới để mình cho nó chế tạo thêm cánh cửa thì ở trong này thì đã xong các bạn, lắp vô thôi. Còn phía bên đây thì vẫn đang nấu cho mình nè. Trời ơi, nấu hết phần chì luôn rồi. Và chuyển sang nấu cái glass. Đài cái trong này các bạn. Cái này nè ăn. Cái này thì mình sẽ chế tạo được có 15 cái rồi hả? Chà, tốn kém dữ luôn á. Nhưng mà nó cần có thêm cái mấy cái đồ phía bên trên này các bạn. Đây mượn tạm đem xuống phía bên dưới ha. Đó, gói này sẽ giúp cho mình đổ ra được cái tấm này. Chà, 19 phút các bạn. Do là mình bị thiếu cái gì đây? Thiếu cát các bạn, cát nó nấu không kịp. Tách ra luôn đi để nó nấu cho nhanh hơn nữa. Đó, đang nấu cho mình là thiếu cát nè. Nó đỏ lè đỏ lét luôn các bạn. Và chờ đợi cho nó nấu. Trong lúc chờ đợi cho nó nấu thì lên phía bên trên để bắt đầu. Đây rồi, lắp cái cửa chính vô các bạn. Để đóng cửa cho nó nhìn cho nó an toàn và chuyên nghiệp hơn á. Lâu đài này nó kiểu như nó hơi hiện đại một chút các bạn. Là cái lâu đài bằng đá, thay vì người ta sử dụng cửa bằng gỗ hay bằng gì đó, mà cái này mình chơi cửa cuốn luôn, nhìn cho nó hiện đại. Và để trong này thì nó hơi ngược á, cho nên là phải lắp ở phía bên ngoài này nó mới hợp lý nè. Đó, mở lên một phát. Ok, để đi ta đi vô trong này bấm một phát. Đó, đóng lại liền. Cửa này đóng hơi mạnh tay á. Trong lúc chờ đợi cho nó chế tạo phần chính để áp vô phần cửa sổ để thử các bạn xem có đẹp hay không á, thì mình sẽ bắt đầu lấy cọ để mình bắt đầu sơn thử nè. Trong này mình đang chế tạo thêm cấp botton nữa nè. Trong này thì có cái kịch cỏ bạn sơn vẫn còn nè. Rồi mình sẽ sơn cái phần vách tường của mình lại, mình sẽ chuyển sang cái loại sơn bằng cái kiểu này nè bạn. Đó, sơn thì kiểu tất cả đó, nó quơ một phát nhanh lắm. Ủa, chuyển sang làm sao? Ủa sao sơn từng ô vậy? Chuyển sang cái này thì nó nó sơn từng ô các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng cách là đổ sơn vô. Ủa, đó, nó đổ sơn tuốt ở phía bên trên này các bạn. Đổ sơn vô, đổ sơn phía bên đây luôn. Ok, để ra những thứ ngoài nhìn cái ổn không các bạn? Đó, nhìn đẹp đẹp hơn á. Trời thì mặt trời mới vừa mọc thôi à, cho nên nó đâu ở phía đằng sau mình á. Mình sẽ sơn phía bên đây, dọc lên phía bên trên nè. Đó, ông bán hàng ông mở cửa rồi kìa. Sơn cái phần ở phía bên dưới cầu thang này luôn. Nói chung là phần bê tông thì mình cứ sơn là hết các bạn. Sơn là cho đẹp. Rồi cái phần cột này hả? Cái cột này mình có thể giữ nguyên nó bằng kết bồ tôn như vậy luôn cũng được nữa các bạn. Hoặc là tìm một cái loại màu gì đó mà bằng đá đó, sơn vô luôn cũng được luôn nữa. Nhưng mà cứ sơn cái phần vách tường bằng kết bồ tôn, bằng bê tông chứ. Nhảy lên, ủa hết màu luôn hả? Ôi ôi, nó tốn màu cực kỳ luôn các bạn. Đổ sơn như vậy thì tốn dữ lắm luôn á, màu hết lắm. Trời ơi, mấy ngàn bịch màu của mình quất một vá hết sạch rồi. Để mình xuống phía bên dưới. À đâu rồi, khoan, mình sẽ đi lấy thêm bông nữa các bạn. Bông với lại lấy thêm múc nước. Lấy thêm bông thì bây giờ lấy xe máy của mình nè, qua bên cái căn nhà cái bên gần chỗ này nhiều bông lắm. Hôm bữa mình thu hoạch nhưng mà chưa hết. Mấy cái bông màu đỏ đỏ đó, đem về làm thuốc nhuộm mới được. Sát bên lâu đài của mình luôn các bạn. Trời ơi, ở phía đằng sau nè. Đây rồi, cái bên thôi mà. Quá trời lên đất. Lụm luôn cái bông màu vàng luôn các bạn, để sau này nấu nước. Ở bên đây đường thì cũng có nhiều lắm các bạn. Bông này thì dọc trên đường đi sát bên chỗ lâu đài của mình thôi. Ôi, đứng hướng này nhìn vô lâu đài của mình các bạn, nó sáng lên nhìn nó đẹp kìa. May là mình chưa có sơn lên đó. Đúng hướng ánh sáng nhìn nó rất là đẹp luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lấy nước dơ các bạn, kết hợp với lại những cái bông thôi là chúng ta sẽ có được. Sơn trong này vẫn còn nè. Sơn trong này thì có bông, có gỗ bỏ ở trong này thôi là xong. Đây rồi, được 36 trái các bạn, nhưng mà chế tạo tới tận 7.000 trái rồi đó. Nhiều dữ lắm luôn á. 7.000 trái chắc phải lấy hết ra các bạn, chứ không nó sẽ cấn á, nó sẽ bị dướng slot á. Cho nên để phía bên đây coi như là đồ để mình nấu ăn. Và đây thì xem coi có kính chưa. Đây các bạn, đây có những tấm kính ở đây. Tấm kính này thì đặt ngay chính giữa hả? Nhìn cũng ổn các bạn. Mình cũng có thể thay đổi hình dáng của nó luôn nè. Ồ, những cái khung kính trong nè. Ở này là nguyên một block luôn ha. Mình thì làm cửa sổ, cho nên là mình sẽ phải sử dụng cái tấm này nè các bạn. Ngoài ra thì có thêm cái tấm này là sàn bằng kính nè. Nhưng mà mình làm cửa sổ cho nên là phải làm bằng cái này thôi. Đó, ngay chính giữa là hợp lý các bạn. Được có 4 cái à. Tính ra cái này nó chế tạo cực lâu luôn á. Đó, cái này chắc phải cho nó nhiều lò nung một lần đó các bạn, nó chế tạo sẽ nhanh hơn á. Chứ còn như vậy thì hơi bị lâu, nhưng mà thử nghiệm trước cái đã. Còn đây thì có 600 mấy cái nè. Mình lên phía bên trên để mình tiếp tục sơn các bạn. Mình sẵn thì lắp kính vô luôn nha. Cửa thì cũng đã có, kính thì chắc là phải chờ đợi chế tạo lâu lắm, phải sử dụng nhiều cái lò nung đó. Đóng cái cửa lại là một phát các bạn, vô trong đóng cái cửa là một phát. Rồi đây mình thể thử này. Thử cái cửa 2 ô đi các bạn. Thử cửa 2 ô phía bên này nè. Đó. Rồi ra phía bên ngoài để mình xem coi ổn chưa. Ủa, nhìn ngon lành này các bạn. Có cửa kính bảo vệ an toàn luôn á. Có thể nhìn ra phía bên ngoài được luôn á. Chỗ này thì có 3 ô thôi, lắp tạm ở phía bên trên đi. Còn ở phía bên dưới thì chưa có. Cái này cực kỳ lâu luôn, phải đấm một cái thử coi. Đó, 3.000 độ bền các bạn. Còn cái bồ tôn này nè, có 1.500 thôi à. Cái kính này rất là cứng luôn, kính gọi là kính cường lực mà, phải cứng chứ. Và bây giờ hãy tiếp tục sơn ở đây thôi các bạn. Phần ở phía bên trên có bồ tôn nè, có bồ tôn trên nó tính sao đây. Còn chỗ này phai, chỗ này mình thấy đây. Đây giờ khát nước quá, ăn dần cái. Mình coi có màu nào đẹp đẹp mình sơn cho cái cọng chỉ ở đây nè các bạn, chạy lên phía bên trên cho nó đẹp. Sơn đổi thành cái màu gì đó cho nó đẹp đó. Cho cái phần chim ăn này đó, cái này được không? Cái này thì không hợp lý lắm, cái này hợp lý hơn các bạn. Thử coi. Uầy, một phát một chạy hẳn lên phía bên trên luôn các bạn. Đó, nó giống như kiểu có cọng chỉ chạy hẳn lên phía bên trên, nhìn hợp lý hẳn các bạn. Ok, ngon lành. Rồi tốn sơn thì vẫn còn sơn. Ở đây một phát, cho nó có nhiều thêm màu sắc chi tiết hơn. Mặc dù chỉ toàn bộ bằng đá thôi, nhưng mà cũng phải có màu khác nhau cho đẹp đó anh. Quý bên trên kia là những cái cục vách tường bằng cốt bồ tôn, chắc là mình cũng phải sơn cho nó giống ở phía bên dưới này luôn nè. Còn những cọng chỉ thì sơn trước đi. Ui, chỗ này mình làm thiếu ha. Ồ, làm thiếu chỗ này các bạn. Chỗ đó thì lát ốp vô lại sao, còn bây giờ thì biết sơn cho xong ở chỗ này cái đã. Hết sơn hả? Hết sơn các bạn. Ủa, trời ơi, mấy ngàn cái các bạn, 2.200 cái luôn rồi. Tiếp bên đây thì có thêm 2 ô kính nữa nè. Được 2 ô kính thì mình cũng sẽ lắp ở đây một cái, đây một cái. Thiếu một ô nữa thôi các bạn là có đủ một cái cửa sổ nữa rồi. Còn ở phía đằng sau đây thì chỗ này thì thiếu cái nha, nhớ để lát nữa mình xây luôn các bạn. Chỗ này thì quệt một phát, quệt một lèo lên tới phía bên trên luôn. Đây thì một cái, đây một cái luôn, đây một cái luôn. Phía bên đây thì quất một cái. Để ở đây bấm cho chính xác, bấm lộn cái là sơn, tốn sơn dữ lắm. Rồi, vậy là mọi thứ cũng đã xong các bạn. Phần mặt tiền coi như là còn ở phía bên trên nữa thôi. Bây giờ thì mình sẽ leo lên phía bên trên, nhảy cái cửa sổ để mình có thể dối tay mình sơn. Chuyển sang cái copy cái này qua đi, hút cái màu đen qua một cái, lên phía bên trên một tầng nữa. Đây trên này nè, dối tay để mình sơn. Đó. Ok, sau một hồi đó các bạn, mình sơn phết các kiểu. Trời ơi, sơn nó cũng tốn thời gian lắm các bạn. Mình đã sơn xong cái lâu đài của mình rồi nè. Nói chung là chỉ sơn ở phía bên ngoài thôi, chứ còn ở phía bên trong thì còn nguyên si các bạn. Sơn ở phía bên ngoài cho đẹp thôi ha. Còn phía bên trong thì từ từ sơn. Chỗ này thì chỗ này thì bây giờ mình phải tẩy nó ra các bạn. Tẩy nó ra thì cũng làm gì luôn. Đó, tẩy nguyên cái cây cột này ra để cho nó trở nên đẹp hơn á. Và sơn vẫn còn sót một vài chỗ ở phía bên đây nữa nè, cho nên là copy cái này lại, sơn là một phát đã cho nó hoàn thiện luôn ha. Chỗ nó còn sót thì mình sửa lại luôn. Hồi nãy thì mình lấy hết tất cả cái màu sơn của mình lên trên này để mình sơn nữa các bạn, nhưng mà mình chưa có lấy kính. Kính nãy giờ thì chờ đợi cũng lâu lắm, cho nên là nó dưới chắc được nhiều lắm á. Được 14 cái nữa nè. 14 cái này ốp chắc là được cái phần mặt tiền á, không biết đủ không đây. Đây ốp cả nha các bạn. Đó, được cái ô kính ở phía bên đây ha. Đứng ở trong ốp vô thì nó chết rồi, bấm nó bị đi một cái rồi các bạn. Trời ơi, báo nữa rồi. Đục ô kính này nghe âm thanh nó cũng khác với đục block nữa nè. Đó, bể luôn. Rồi lắp vô một cái. Đã chế tạo tốn kém rồi còn xây dựng sai nữa chứ. Đó, được phần ở phía bên dưới đó các bạn. Còn 2 ô kính ha. 2 ô kính mình sẽ ốp phía bên đây một cái đi. Chỗ này thiếu một block nữa nè. Đó, tính sao nha. Còn phía bên đây thì ốp lại luôn. Đó, sơn ở phía bên ngoài thôi các bạn. Còn trong này còn nguyên si nè. Thì nó dọn dẹp đều do mình sẽ trang trí từ từ các bạn. Đóng cửa là một cái. Ok. Và hồi nãy hình như là mình bắt đầu ở ngày 44 các bạn. Buổi trưa của ngày 44 ha. Còn bây giờ là ngày 47 rồi. Vậy là 44, 45, 46, 47 các bạn. 3 ngày trong game các bạn. 3 ngày 3 đêm ở trong game thì cuối cùng cũng đã xây dựng được cái phần ở phía bên ngoài cho cái lâu đài rồi các bạn. Còn thiếu kính nè ha. Trong thời gian giữa hai tập chắc là mình phải đi đào thêm cát, nấu ra thành kính, rồi ốp vô cho xong, rồi sơn phết trang trí ở phía bên trong này nữa các bạn. Bắt đầu chuyển đồ vô trong này ha. Như bàn chế tạo này, rương chứa đồ nè, để ở trên này cho nó thoáng hơn các bạn, không sống ở dưới hang nữa ha. Rồi sau này có những dự án xây dựng những căn nhà nhỏ nhỏ ở phía bên ngoài nữa các bạn, để làm như là mấy cái nhà để xe chẳng hạn. Đó, những dự án. Còn phía bên đây thì chắc là phải nghiên cứu thiết kế cho nó trở thành một cái hồ bơi, hay là một cái hồ các bạn, cái hồ, nói chung là hồ bơi đi, là hồ bơi nó sẽ đẹp hơn á. Là hồ bơi trong tương lai luôn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái dự án lớn lớn như vậy nữa cho các bạn cùng xem nữa nha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.